Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh truyền hình Phật sự Online TV. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1 năm 2020. Bình Dương, Phật giáo tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2019. Hải Phòng khai mạc khóa tu học kỳ Bụt Nhí lần thứ 5. Thành phố Hồ Chí Minh, tổ đình Phổ Quang tổng kết công tác Phật sự năm 2019. Hà Nội, lễ đặt đốc Tam Bảo, phạt mộc xây dựng nhà mẫu và tạc tượng Phật tại chùa Minh Ngộ. Đồng Nai, khóa tu đón mừng năm mới tại chùa Hội Viễn. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 9 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn, chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quan lâm chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Tâm Từ, thành viên hội đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội tại phía Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư tôn đức tăng ni huyện, thị, thành phố trực thuộc ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đồng tham dự. Đại diện chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Huỳnh Đình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Huỳnh Phú Quý, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng phòng BA02 Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bình Dương, cùng các cấp chính quyền các tỉnh, ban ngành địa phương và đông đảo Phật tử. Tuyên bố khai mạc buổi lễ Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội tại phía Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, trong năm 2019 vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị của đất nước, trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương và Ban trị sự chính huyện thị thành cũng như Phật tử được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương đã giúp cho Phật giáo Bình Dương hoàn thành những Phật sự trọng đại trong năm 2019. Năm 2020, Phật giáo tỉnh nhà sẽ cố gắng phát huy tích cực để mỗi năm ngày càng đạt được nhiều thành tựu. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tin rằng toàn thể tăng ni Phật giáo trong tỉnh nhà ngày càng gắn kết thành một khối nhất quán, vững mạnh và phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực của từng ban. Đại đức Thích Thiện Hưng, Chánh thư ký Ban trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương báo cáo tổng kết Phật sự năm 2019. Năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã có nhiều thành quả Phật sự nổi bật như Đại lễ Phật đản năm 2019 được tổ chức với quy mô long trọng, trang nghiêm, tổ chức thành công đại giới đàn Minh Thiện, lễ dỗ lần thứ 90 của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc tiếp đón Tăng thống Vương quốc Campuchia. Về công tác từ thiện đã trao tặng 10 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhiều công tác phúc lợi cho cộng đồng với tổng giá trị gần 46 tỷ đồng. Đại đức Thích Huệ Tính, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Chư tôn đức đã đóng góp ý kiến xây dựng bản báo cáo các công tác Phật sự năm 2019 với thống nhất rất cao. Dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính quyền cấp tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2019. Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Ban trị sự Phật giáo tỉnh trao tặng 20.000 phần quà trị giá 6 tỷ đồng cho chương trình Tết vì người nghèo gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương rất vui mừng trước những thành tựu Phật sự mà Phật giáo Bình Dương đã đạt được trong năm qua. Ông đánh giá cao các nội dung được nêu ra trong bản báo cáo, tán thành với các ý kiến đóng góp tham luận của chư tôn đức trong hội nghị. Đúc kết tại hội nghị, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã sách tấn đến chư tôn đức tăng ni luôn nỗ lực đoàn kết, hòa hợp giữa các thành viên trong ban trị sự, đặc biệt là sự phối hợp giữa các ban cùng gắn kết của tập thể ban trị sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, tạo tiền đề cho sinh hoạt Phật sự của Phật giáo tỉnh năm 2020 thành tựu nhằm đưa Phật giáo Bình Dương ngày càng phát triển.
Quý vị thân mến, chiều ngày hôm qua, ngày 2 tháng 1 năm 2020, tại Tổ đình Phổ Quang, phường 1, quận Phú Nhuận, đã trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm Phật thành đạo và bế giảng đạo tràng Bát Quan Trai năm 2019. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Tích Thanh Sơn, chứng minh Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban nghi lễ Trung ương, Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Ban tổ chức, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự, Ban trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận, Chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư, Chư Tăng Tổ đình Phổ Quang và hơn 600 Phật tử đạo tràng Bát Quan Trai, thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận, tuyên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 các đạo tràng tại Tổ đình Phổ Quang. Tổ đình Phổ Quang dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng trụ trì Thích Thanh Hùng vẫn tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn chư thiện tín tu học mở rộng sinh hoạt các đạo tràng và làm công tác Phật sự nơi khác nhằm đưa đạo vào đời, làm rạng danh Phật Tổ và mang tính cấp thiết. Đạo tràng Bát Quan Trai dưới sự chứng minh và trực tiếp hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cùng Chư Tôn Đức và cư sĩ Phật tử trong năm 2019 đã tiến hành được 23 kỳ tu học, mỗi kỳ trên 500 thành viên. Về đạo tràng Bồ Tát Giới có tổng cộng 500 vị, trong đó có 349 vị đương cơ, 151 vị an dưỡng được chia thành 13 chúng. Mỗi tháng Bồ Tát Bồ Tát Giới 2 kỳ vào những ngày 30 và ngày 14 âm lịch nhằm giúp các vị Bồ Tát tại gia hiểu rõ và vững tâm khi làm công tác Phật sự, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Ngoài ra, các ban viện đạo tràng cùng chư tăng tại tổ đình luôn thực hành phương châm nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái và cùng sẻ chia những nơi khó khăn, thực hiện tốt công tác từ thiện trong năm 2019 với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hòa Thượng trụ trì còn tổ chức những khóa tu trong những ngày lễ vía Đức Phật với số lượng tham gia từ 300 đến 350 vị. Cụ thể như Đàn Dược Sư Thất Châu 7 ngày từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 âm lịch, khóa tu Bảy Đó Sen Dân Phật Ngày Phật Đản từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, khóa tu Chín Đó Sen Trang Nghiêm Tịnh Độ Ngày Lễ Vía Đức Phật A Di Đà từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 âm lịch. Ban đầu từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Minh nêu rõ, từ khi thành lập đạo tràng Bát Quan Trai năm 1958 đến nay, tổ đình đã liên tục tổ chức các khóa tu Bát Quan Trai, An Cư, Bồ Tát Giới, v.v. Hoạt động chuyên cần thường xuyên liên tục ấy đã hình thành nên công đức thành tựu trang nghiêm cho các đạo tràng cho đến ngày hôm nay. Hòa Thượng cũng khuyến tấn hàng Phật tử nên lấy tâm làm gốc trong việc tu tập nhằm nối gót các bậc tiền nhân. Đúc kết buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Hùng đã tri ân công đức quý Hòa Thượng chứng minh đã đến tham dự và ban đạo từ quý giá nhằm giúp toàn thể đạo tràng có được niềm tin vững chắc. Nhân dịp năm mới, Hòa Thượng cũng chúc hội chúng năm 2020 sẽ có niềm tin vững hơn và hoàn thành hơn các công tác Phật sự để dâng lên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Dịp này để ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự và đạt thành tích tu học cao trong năm qua, các ban viện trung ương và ban trị sự Phật giáo quận cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và giấy khen đến các cá nhân và tập thể của các đạo tràng. Sáng nay, ngày 3 tháng 1 năm 2020, tại Chùa Dược Sư, Ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Giác Tường, Hòa Thượng Thích Như Niệm, đồng ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Như Tín, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, đồng thành viên Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, Đại Đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các từ vị trong quận đồng tham dự. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh phát biểu khai mạc và chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, chính quyền các cấp và đại biểu tham dự. Đại Đức Thích Bửu Đăng báo cáo công tác Phật sự năm 2019 của Phật giáo quận Bình Thạnh. Trong năm qua, toàn quận có 77 từ viện với 689 tăng ni đăng ký sinh hoạt tu học. Ban trị sự cùng tăng ni Phật tử hưởng ứng tích cực Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Vân, tổ chức một hạ trường an cư tập trung, một điểm Bồ Tát và 12 điểm an cư tại chỗ, đồng thời tham gia và đạt được nhiều kết quả tốt trong hội thi giáo lý dành cho Phật tử cấp quận huyện và cấp thành phố. Trong năm 2019, Ban trị sự đã thực hiện 8 hồ sơ quyết định bổ nhiệm trụ trì cho các từ viện. Ban trị sự đã đệ trình Trung ương Giáo hội, tấn phong 1 hòa thượng, 2 thượng tọa và 11 ni sư.
Ngoài ra, các ban ngành thuộc ban trị sự cũng đạt được nhiều thành tựu Phật sự khả quan. Đặc biệt, quận Bình Thạnh có công tác từ thiện xã hội nổi bật với hơn 41 tỷ đồng trong năm 2019. Để ghi nhận những thành quả đã đạt được và khích lệ tinh thần của tăng ni Phật tử quận, Thường trực Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều bằng tuyên dương công đức. Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận cũng trao bằng khen đến các cá nhân và tập thể có những đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo quận nhà. Thưa quý vị, nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động năm 2020, Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành đã tổ chức hội nghị tại chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào sáng ngày 29 tháng 12 nhằm ngày 4 tháng 12 năm Kỷ Hợi. Quan Lâm chứng minh và tham dự có Đại đức Thích Hạnh Thông, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành, cùng Chư Tôn Đức Phó Ban trị sự, Trưởng các ban ngành, Ủy viên Ban trị sự, trụ trì các tự viện, Ban hộ trì Tam bảo các cơ sở trong huyện, Ban điều hành Bát quan trai các khu vực. Đại đức Thích Hạnh Thông, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện, phát biểu khai mạc và nêu lên một số hoạt động Phật sự của huyện năm qua. Theo báo cáo của Đại đức Thích Tâm Tín, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện cho biết, năm 2019, các ban ngành Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành đều được củng cố và hoạt động hiệu quả, ra mắt Ban điều hành Gia đình Phật tử huyện thuộc Ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện, chuẩn y thành phần nhân sự Ban thông tin truyền thông Phật giáo huyện, hoạt động văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp có nhiều điểm tích cực, khóa tu Bát quan trai được tổ chức thường xuyên trên 7 khu vực trong huyện. Về công tác xây dựng, theo thống kê nguồn kinh phí cho việc trùng tu kiến thiết các cơ sở chùa trên toàn huyện hơn 18 tỷ đồng. Hầu hết các chùa đều được mở rộng khuôn viên, trùng tu chánh điện, đúc chuông, tạo tượng, góp phần làm cho hình ảnh kiến trúc Phật giáo thêm trang nghiêm sinh động. Ban từ thiện xã hội Phật giáo nỗ lực không ngừng trong công tác Phật sự, tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân các nơi trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tổng kinh phí từ thiện xã hội gần 3 tỷ đồng. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đến từ Chư Tôn Đức và cư sĩ. Trong năm tới, Ban trị sự tiếp tục chỉ đạo khắc phục những mặt còn tồn tại, giải quyết các việc còn tồn động. Hội nghị tổng kết của Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành đã tổng kết một năm hoạt động viên mãn và cố gắng phát huy công tác Phật sự cho năm 2020 sắp tới. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 3 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 12 năm Kỷ Hợi, tại chùa Minh Ngộ, thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã long trọng diễn ra lễ đặt nóc Tam Bảo, lễ phạt mộc xây dựng nhà mẫu và tạc tượng Phật Ngọc, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi được bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Ngộ, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội, cùng với lòng nhiệt thành ủng hộ của quý vị Phật tử huyện Gia Lâm, đã bắt tay vào việc xây dựng các hạng mục của ngôi chùa, trong đó có ngôi Tam Bảo, nhà mẫu và tạc tượng Phật Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau một năm khởi công xây dựng, các hạng mục công trình đã dần hoàn thiện, đáp ứng nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thành Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thành Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có sự tham dự của Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Chư Tôn Đức Liên minh Phật giáo Lào, quý đại biểu các cấp chính quyền cùng đông đảo quý Phật tử đồng tham dự và nhiệt thành ủng hộ cho Phật sự này sớm được viên thành. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức chứng minh cùng toàn thể đại chúng đã niềm hương bạch Phật, nhất tâm cầu nguyện Phật sự sớm được viên thành. Sau phần nghi lễ được tiến hành, Chư Tôn Đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Phật tử và khách mời trang nghiêm cử hành lễ đặt nóc Tam Bảo và phạt mộc xây dựng nhà mẫu theo nghi thức Phật giáo. Tiếng niệm hồng danh Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vang lên, niềm vui cũng hiện diện trên khuôn mặt của toàn thể đại chúng. Tiếp sau đó, Chư Tôn Đức chứng minh đã cùng cử hành nghi thức niêm hương, chú nguyện, cử hành lễ tạc tượng Phật Ngọc tôn tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Được biết, tôn tượng được tạc từ hai khối đá hồng ngọc và sau khi hoàn thành, tôn tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni sẽ được tôn thờ tại Tam Bảo chùa Minh Ngộ. Nhờ vào sự gia hộ của Tam Bảo, sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tăng Ni cùng các cấp lãnh đạo chính quyền, các doanh nghiệp cùng đông đảo quý Phật tử gần xa, buổi lễ đã được thành tựu viên mãn. Mong rằng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, quý Phật tử và bà con nhân dân địa phương, ngôi chùa sẽ sớm được hoàn thiện khang trang tố hảo trong thời gian tới.
Sáng ngày hôm qua, ngày 2 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Tăng Ni Sinh Trường Trung Cao Đẳng Phật Học, thành phố Hải Phòng đã vân tập về chùa Phổ Chiếu, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để tham dự chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Phổ Chiếu, trưởng ban tổ chức buổi lễ, chư tôn đức tăng chùa Phổ Chiếu cùng đông đảo chư tôn đức tăng ni sinh, Trường Trung Cao đẳng Phật học thành phố Hải Phòng và Phật tử đang tu học tại chùa Phổ Chiếu. Hòa thượng Thích Thanh Giác cũng chia sẻ cùng đại chúng về ý nghĩa của ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Để tưởng nhớ đến công hạnh của ngài, Hòa thượng trụ trì đã cùng toàn thể đại chúng nhất tâm thành kính dâng hương, kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng thành đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Quý vị thân mến, sáng ngày 1 tháng 1 vừa qua, nhằm ngày 7 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, hội nghị tổng kết Phật sự phân ban gia đình Phật tử và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 được trang nghiêm tổ chức tại chùa Tam Bảo, số 3, Sư Thiện Ân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chứng minh và tham dự có Đại đức Thích Minh Thành, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Đại đức Thích Minh Khải, trưởng ban từ thiện xã hội, phó trưởng ban thường trực ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cùng chư tôn đức tăng ni đại diện ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, các đơn vị gia đình Phật tử trong tỉnh. Về phía phân ban hướng dẫn gia đình Phật tử có huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, phó trưởng phân ban gia đình Phật tử trung ương, trưởng phân ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang, các anh chị trong ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử tỉnh Kiên Giang cùng các anh chị 12 đơn vị trong ban viện ban bảo trợ tỉnh Kiên Giang. Theo báo cáo hoạt động công tác gia đình Phật tử trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, gia đình Phật tử Kiên Giang hiện nay có tất cả 14 đơn vị. Trong năm 2019, gia đình Phật tử Kiên Giang khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động đã đạt được một số thành tựu như phát triển số lượng các ban viên đoàn sinh, tổ chức chu đáo và thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dân hoa và các ngày lễ lớn như lễ Phật đản, Vu Lan, khóa Kiết Hà tại các chùa trong tỉnh. Ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử cũng tổ chức thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh. Trong năm tới, phân ban tiếp tục phát triển ban viên ban bảo trợ gia đình Phật tử tỉnh, tổ chức thi bậc kiên trì định vào tháng 6 năm 2020, mở liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang vào tháng 7 năm 2020 tại chùa Tam Bảo, Hà Tiên, khai thác các lớp kiên trì định 2020-2023 vào tháng 8. Tại hội nghị, chư tôn đức ban hướng dẫn Phật tử tỉnh đã trao bằng tuyên dương cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Hội nghị cũng được tham luận và nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu của các đơn vị trong phân ban, ban hướng dẫn gia đình Phật tử. Đại đức Thích Minh Thành, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh có lời huấn từ đến ban hướng dẫn các phân ban gia đình Phật tử, cố gắng tinh tấn tu tập, tuyên truyền đoàn kết hơn để đạt được thành tích tốt, đồng thời cần rèn luyện tu học càng nhiều hơn, thể hiện tình yêu thương của mình đến với tất cả đoàn sinh khi vào tu học, cùng nắm tay đoàn kết đem hết tình yêu đạo Pháp vào đời. Tiếp theo là phần tin khóa tu. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 12 năm Kỷ Hợi, tại chùa Khánh Vân, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc khóa tu học kỳ Bột Nhí lần thứ 5 với sự tham dự của hơn 300 thanh thiếu niên trong thành phố Hải Phòng. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng; Hòa thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Nguyên Bình, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng; Ni sư Thích Tâm Chính, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó thư ký Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng; Đại đức Thích Quảng Nghĩa, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư tôn đức tăng ni trong và ngoài thành phố Hải Phòng; Thầy Phan Quang Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đa Phúc và hơn 300 thanh thiếu niên trong thành phố Hải Phòng. Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Nghĩa, trụ trì chùa Khánh Vân đã có lời phát biểu khai mạc, nêu lên tầm quan trọng của khóa tu học kỳ Bột Nhí. Đại đức chia sẻ, khóa tu được tổ chức với mục đích nuôi dưỡng tâm từ bi, hỷ xả, hạnh lắng nghe, đồng thời tạo những thuận duyên cho các em thanh thiếu niên Phật tử và học sinh được giao lưu chia sẻ, tiếp cận kỹ năng sống. Khóa tu đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tư duy tích cực, nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm việc thiện, đem lại lợi ích thiết thực cho tự thân các em tham dự khóa tu, từ đó nhân rộng ra, làm lợi ích cho tuổi trẻ trong cộng đồng và có ích cho xã hội. Đại diện các khóa sinh đọc lời phát nguyện tuân thủ nội quy khóa tu học tinh tiến trước chư tôn thiền đức.
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Văn Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đa Phúc đã thay mặt cho nhà trường cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Đại Đức Thích Quảng Nghĩa đã quan tâm tới lớp trẻ và tổ chức một khóa tu ý nghĩa để các bạn thanh thiếu niên có một sân chơi lành mạnh và bổ ích, khuyên các em học sinh tham dự khóa tu hay cố gắng tu học, chấp hành tốt nội quy để khóa tu thành công viên mãn. Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã có lời đạo từ tới toàn thể khóa sinh và bày tỏ niềm vui mừng trước sự tinh tấn tu tập vô cùng nghiêm túc của tất cả các em khóa sinh. Hòa thượng sách tấn các khóa sinh cần phát huy, tiếp nối những điều tốt lành mà ông cha để lại. Việc tu tập ngày hôm nay cũng chính là để vun trồng cội phúc đức cho tốt hơn. Hòa thượng mong rằng trong 4 ngày tu tập, các em cũng sẽ thu được kết quả tốt đẹp để trở thành những vị bụt nhí. Khóa tu tuy chỉ trong thời gian ngắn, dạy cho các em có oai nghi đi đứng nằm ngồi, giữ thân khẩu ý luôn thanh tịnh, thiện lành để trở thành một người tốt, sống ý nghĩa cho cuộc đời. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã trao tặng phần quà 10 triệu đồng của ban tổ chức, dành tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học Cơ sở Đa Phúc để khích lệ tinh thần thầy trò cùng cố gắng, nỗ lực dạy và học, giúp các em học sinh trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 12 năm 2019 đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, Chùa Vạn Đức kết hợp với Chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu An Nhiên Từng Phút Giây lần thứ 19, đón mừng năm mới năm 2020 tại Chùa Huệ Viễn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau buổi lễ khai mạc, các bạn trẻ được quý thầy hướng dẫn những oai nghi cần thiết của người Phật tử. Các bạn được ban tổ chức chia thành 4 gia đình có các tên như dưa hấu, bánh tét, mứt gừng, mai vàng, tương ứng với những biểu trưng của ngày Tết cổ truyền. Mỗi gia đình có sự hướng dẫn của hai vị giáo thọ để cùng nhau tu học và sinh hoạt, gắn kết tình thân. Tại khóa tu, các khóa sinh được tụng kinh, tịnh tọa, sám hối, niệm Phật, tham gia các trò chơi truyền thống như truyền bột, nhảy ba bố, xây tháp bằng ly, chương trình phiên chợ đồng quê, cuộc thi giáo lý kết hợp nấu ăn, tái hiện lại sự giản dị, yên ả của ngày ấu thơ. Khóa sinh được lắng nghe pháp thoại từ quý thầy giáo thọ với các chủ đề đi tìm hạnh phúc, thanh xuân, lễ giáo văn hóa Nam Bộ. Ngoài ra, các khóa sinh còn được tham gia buổi pháp đàm do ban giáo thọ hướng dẫn. Tại đây, các khóa sinh được giao lưu, học hỏi, được chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của mình. Một trong những hoạt động nổi bật nhất tại khóa tu là đêm hội hoa đăng với chủ đề Phật ơi đầy cảm xúc thiêng liêng, trang nghiêm và niềm tôn kính Đức Thế Tôn nhưng kỷ niệm ngày thành đạo. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Pháp Đăng đã tuyên đọc lại lời dạy của Hòa Thượng Thích Thanh Từ về ý nghĩa ngày Phật thành đạo, từ đó giúp các bạn tăng trưởng niềm tin và tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật. Vừa qua, vào ngày 29 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày mùng 4 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Tổ đình Pháp hội thị xã La Ri đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho hơn 100 Phật tử và trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Khóa tu được sự quan lâm chứng minh khai khóa của Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã La Ri, trụ trì Tổ đình Pháp hội và sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng tại nội tự. Trong lời phát biểu, Hòa thượng trụ trì tán thán tinh thần tu tập của quý Phật tử, động viên Phật tử tinh tấn hơn nữa trong việc tu nhân học Phật, để lợi ích cho tự thân và giúp đỡ mọi người. Hòa thượng chúc tất cả quý Phật tử và gia quyến luôn nhiều sức khỏe, an vui và thành đạt trong năm tới. Dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức, quý Phật tử thực hiện nghi lễ đảnh lễ tam bảo, sám hối tam nghiệp và tiếp tục thanh tịnh hành trì các thời khóa như đã ấn định. Được sự tài trợ của các nhà hảo tâm, Hòa thượng trụ trì cũng gửi tặng hơn 100 phần quà đến quý Phật tử và bà con tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày cuối năm. Cuối chương trình là phần tin từ thiện. Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại chùa Linh Sơn, khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Đại Đức Thích Trung Phước, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Gò Công Tây đã tổ chức trao tặng 230 phần quà cho người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nhiễm chất độc da cam và học sinh hiếu học tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và các nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị của chương trình là 69 triệu đồng. Nhân dịp đầu năm mới 2020, Đại Đức Thích Trung Phước gửi lời cảm ơn chân thành và cảm niệm công đức đến các nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa, phát tâm ủng hộ. Mong bà con hãy luôn niệm Phật, tu nhân tích đức, hy vọng một tương lai tươi sáng và hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm và Phật tử đối với bà con trong dịp cận Tết Nguyên Đán Canh Tí năm 2020. Không chỉ là về giá trị vật chất mà trên tất cả là món quà về tinh thần vô cùng ý nghĩa, thắp lên niềm tin, sự lạc quan, tiếp thêm động lực để mọi người cùng vươn lên vượt khó. Thưa quý vị, chương trình điểm tin hàng ngày của kênh Phật sự Online TV xin được kết thúc tại đây.
Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.